cái áo. Cô bị thấy cái màu đậm uống sô không? Đấy. Thành lá cái bên thấy không? Ờ, mặc chiều. Con có cái màu đó. Con có màu ý đó. Là con có màu đó thì đánh cưới su là con một, cái màu xanh kia là màu đó. Cho nên hồi nãy con mới định lấy cái quần này cho nó. Để kiểu con một trong hai bộ mà con vừa thì nó cũng giống con. Cái này là áo dài của mình nè. Này là sẽ là cái quần với cái lót nè. Ê, khoan chị ơi cho em. Khoan đi. Không về về nhà nó có chọn được cái chị để con hả? Cái này là còn cái quần khác này về không làm quần khác cho con. Hoặc là cái xanh lấy màu quần hồng. Ờ, quần hồng. Quần hồng đi. Nếu mà cái xanh thì đi cái quần hồng này xinh lắm này đẹp. Hồng hồng mà hồng nhạt hồng hết. Dâu à.